thản nhiên dừng xe bấm điện thoại giữa đường. Cảnh báo thói quen cắm chìa khóa trên xe khi đi chợ. Và thoát chết bất ngờ của người đi xe máy. Nhóm thiếu niên đi xe đạp dàn hàng bóc đầu xe. Cảnh báo nạn trộm cây cảnh. Xe đầu kéo mất lái lao xuống sông. Sự việc xảy ra tại một ngã tư có đông phương tiện đang đứng chờ đèn đỏ, trong đó có một người phụ nữ dựng chống xe và bấm điện thoại. Mặc cho đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, cô gái vẫn thản nhiên bấm điện thoại khiến cho chiếc xe ô tô phía sau không thể di chuyển. Một lúc sau, cô gái chậm rãi cất điện thoại và đề xe chạy đi ở những dây đèn xanh cuối cùng. Sự việc gây bức xúc cho những người tham gia giao thông xung quanh. Việc dừng đổ xe thiếu ý thức ngay tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến việc di chuyển của các phương tiện khác. Sự việc được camera an ninh ghi lại tại một khu chợ. Theo đó, người phụ nữ dừng xe ở gần đó và đi vào một sạp bán dép để xem hàng. Tuy nhiên, người này lại bất cẩn để chìa khóa trên xe và được tên trộm quan sát từ trước. Một lúc sau, tên trộm lại gần chiếc xe để xem xét tình hình. Thấy không có người trông coi, tên trộm đã lên xe và để máy chạy thoát. Lúc này, những người xung quanh mới phát hiện thì đã quá muộn. Chiếc xe gần đó của một thanh niên cũng có chìa khóa trên xe nhưng may mắn vẫn chưa bị mất. Camera hành trình ghi lại vụ việc chuyển làn xe bất ngờ của một chiếc xe tải. Theo đó, khi đang di chuyển ở tốc độ cao, thì chiếc xe ô tô màu trắng phía trước chiếc xe tải bất ngờ dừng lại, khiến cho chiếc xe tải phải đánh lái chuyển làn đường để tránh gây tai nạn. Tuy nhiên, cú đánh lái bất ngờ của xe tải khiến cho người đi xe máy cùng chiều cũng phải rẽ vào làn đường bên trong, nên không có sự việc đáng tiếc xảy ra. Đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thiếu niên đi xe đạp dàn hàng và bốc đầu xe. Ngay sau đó, có những chú bò đang trên đường, may mắn nhóm thanh niên đã né kịp nên không xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, đây là hành động dễ gây tai nạn cho bản thân cũng như các phương tiện khác đang lưu thông trên đường. Sự việc được cho là xảy ra tại Vĩnh Phúc. Sự việc được camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông đã chạy đến gần chậu cây và đưa tay có ý định lấy. Tuy nhiên, có người qua đường nên anh đã bỏ đi. Một lúc sau, người này quay lại và nhanh tay lấy chậu cây và chạy đi mất. Sự việc xảy ra tại Bình Dương. Hình ảnh được người dân ghi lại một chiếc xe đầu kéo đang lưu thông thì bất ngờ mất lái lao xuống sông. Hậu quả là chiếc xe chìm nghiễm dưới sông. May mắn là tài xế và phụ xe đã thoát khỏi cabin. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Sự việc được cho là xảy ra tại Hải Phòng. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức nổi bật mỗi ngày trên kênh YouTube của Sài Gòn TV.